Sau tuổi 40, có 9 việc nên làm để luôn trẻ trung sôi nổi, tận hưởng cuộc sống. Thưa các khán thính giả của kênh Đạo Đời, vẫn biết con người ta thêm tuổi, thêm gần với giai đoạn trung niên và lão niên là quy luật của tạo hóa, không gì thay đổi được. Thế nhưng ít nhiều trong lòng ta cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc tuổi trẻ. Khi còn trẻ, ta còn sức khỏe, có bầu nhiệt huyết, sẵn sàng làm mọi việc, không ngại khó, ngại khổ, sống và đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Ta cũng thấy mình dám đương đầu và không ngại ngần bước qua. Bước qua tuổi 40, ta thấy nhiều điều ở bản thân đã thay đổi. Phần đông sẽ cảm thấy mình đã bắt đầu tuổi trung niên, sức khỏe thể chất và tinh thần đều giảm sút. Thế nhưng, có phải ta nên chấp nhận số mệnh và buông thả bản thân hay không? Có những người đã bước qua tuổi trung niên, nhưng dường như họ vẫn trẻ mãi không già, như thể mọi sóng gió cuộc đời và dấu ấn của thời gian đã bỏ quên mất họ vậy. Ở những con người ấy, từ khí chất đến thần thái đều toát lên vẻ trẻ trung, yêu đời và thái độ sống tích cực. Để đạt được điều đó, họ đã làm tốt 10 việc sau đây, đều không phải việc gì quá xa vời hay khó thực hiện. Quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe xem có chí lý không nhé. 1. Hay cười. Những người hay cười được ví như cơn gió mát giữa trưa hè oi ả, khiến lòng người sảng khoái, thư thái và dễ chịu. Họ mang nguồn năng lượng tích cực giúp cho mọi người xung quanh được hòa hợp và vui vẻ với nhau hơn. Những người hay cười thường không quá bận tâm, để ý đến những điều nhỏ nhặt. Thay vào đó, họ trân quý và sống trọn vẹn từng giây của cuộc sống. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nụ cười là thuốc bổ của con người. Cười cũng chính là cách níu giữ thanh xuân, giúp bản thân mãi trẻ, khỏe và tự tin. 2. Có một tâm hồn như trẻ thơ. Rất khó để giữ cho mình sự hồn nhiên trong sáng như trẻ thơ. Khi đã trưởng thành, sự khốc liệt của cuộc sống, những bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền, dường như khiến bạn không còn tâm trí và thời gian để dành riêng cho mình những khoảng trống được trở về thời thơ dại vô tư. Những người trưởng thành mà vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung thực sự là những người đáng ngưỡng mộ. Họ không phải là người thiếu suy nghĩ, ngây ngô, mà là những người khôn ngoan trí tuệ. Sau khi được hiện thực xã hội rèn rũa, họ vẫn luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, vẫn luôn tràn ngập những tò mò về thế giới xung quanh. Những người như vậy sẽ cảm nhận được nhiều hạnh phúc hơn từ cuộc sống. Mang tâm hồn của những người trẻ, vô ưu vô lo, chỉ hướng đến những điều tích cực, tự nhiên họ sẽ trở nên khỏe mạnh hơn và trẻ trung hơn. Hãy luôn lạc quan và tin rằng cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp và còn nhiều điều đang chờ đón bạn khám phá. Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi bạn hạnh phúc, chắc chắn bạn sẽ luôn rạng ngời, tươi trẻ. 3. Chú trọng vẻ bề ngoài. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng biệt, không lẫn với ai. Khi còn trẻ, nét đẹp ấy tuyệt nhiên đã ấn tượng và thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, khi bắt đầu có tuổi thì dù ở nhà hay ra ngoài, bạn cũng nên để tâm tới ngoại hình của mình một chút để bản thân được tươm tất, chỉn chu. Từ đó, bạn sẽ có thêm tự tin làm nổi bật tính cách cũng như sự duyên dáng vốn có. Phong cách ăn mặc phù hợp cũng giúp bạn năng động và trẻ ra vài tuổi so với tuổi mình. 4. Kiên trì đọc sách, học tập và du lịch. Người chăm đọc sách hiểu nhiều biết rộng, luôn có khí chất riêng đầy cuốn hút. Đọc sách không chỉ giúp chúng ta có vẻ đẹp bề ngoài mà còn sâu sắc từ trong nội tâm. Đọc sách và du lịch giúp chúng ta được học hỏi, tiếp xúc, trải nghiệm với những vùng đất mới, với những chân trời kiến thức mới, để có thể mở rộng tầm nhìn. Những người thuộc nhóm này thường quan điểm và cách nhìn riêng của mình về mọi thứ, tự tin và tràn đầy sức sống. 5. Sống lương thiện. Người xưa có câu, tâm sinh tướng. Những người có vẻ đẹp trẻ trung nhất định là những người có phẩm chất thuần khiết, nội tâm trong sáng, nhân hậu, vẻ đẹp từ bên trong nội tâm một cách tự nhiên sẽ tỏa ra nét rực rỡ, đáng yêu.
Những người khoan dung nhân hậu thường đều có gương mặt phúc hậu. Những người có tính tình hiền dịu, khuôn mặt cũng sẽ hài hòa và rất ưa nhìn. Sống với tấm lòng lương thiện, chúng ta sẽ nhận lại được niềm vui, niềm hạnh phúc. Đó là những liều thuốc bổ vô giá, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần. Không chỉ có vậy, làm việc tốt sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thuận lợi hơn, an yên hơn với những gì tốt đẹp đã gieo. Đó là luật nhân quả ở đời. 6. Theo đuổi cuộc sống tốt đẹp. Những người trẻ mãi không già luôn biết giữ cho bản thân niềm vui và sức sống mãnh liệt. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, họ vẫn theo đuổi những điều mới mẻ trên các phương diện, tích cực tham gia vào các hoạt động như ca hát, khiêu vũ, chơi thể thao. Bằng cách này, cuộc sống của họ trở nên mới mẻ, tươi trẻ, trạng thái tinh thần nhờ đó mà càng trở nên vui vẻ phấn chấn. Vì thế, hãy để cho bản thân thoải mái theo đuổi những điều mình thích, theo đuổi những đam mê. Điều này không chỉ giúp ích giải tỏa những căng thẳng mà còn tiếp thêm động lực để cuộc sống trở nên ý nghĩa. 7. Kiên trì vận động. Cơ thể khỏe mạnh là cơ sở để duy trì sự trẻ trung, để chống lại sự tàn phá của thời gian. Hãy kiên trì rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Không chỉ là những người đã bước sang tuổi trung niên, mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng nên chú ý đến vấn đề này. Kiên trì vận động không chỉ giúp mỗi người trở nên khỏe mạnh, mà còn có thể giúp con người chạm tới thành công trong cuộc sống. 8. Độc lập và tự chủ. Độc lập và tự chủ như chiếc chìa khóa vàng, giúp con người sống một cuộc đời tự do thoải mái. Những người độc lập và tự chủ sẽ không sống vì người khác, không dựa dẫm vào người khác, mà sống cho chính bản thân mình. Họ biết cách nghỉ ngơi và chăm sóc tốt cho bản thân. Những người như thế sẽ luôn kiên cường quyết đoán, giàu năng lượng tích cực, hiển nhiên sẽ trẻ trung và năng động. 9. Kiểm soát tốt cảm xúc. Những người có cảm xúc ổn định luôn sống với thái độ vui vẻ hân hoan, duy trì được một trái tim và cảm xúc cân bằng. Người có cảm xúc ổn định thường luôn tìm được lối sống của riêng mình ngay trong thế sự nhiễu nhương bất ổn. Quý vị thân mến, những người làm được 9 việc kể trên có thể không giấu được nếp nhăn trên khóe mắt, nhưng vẫn có thể khiến người khác nhìn vào mà không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, bởi họ luôn sở hữu cho mình nét mặt luôn rạng rỡ và tinh thần phấn chấn, lạc quan, yêu đời mãnh liệt. Người xưa vẫn nói, vạn vật vạn sự đều do tâm mà ra. Tâm trạng luôn vui vẻ yêu đời chính là tiền đề quan trọng giúp cho mỗi người, đặc biệt là những người sau tuổi trung niên, cảm nhận được sự trẻ trung, tâm hồn đến thể xác, tránh được những ưu tư phiền muộn, an nhiên tận hưởng cuộc sống. Có thể thấy, phàm là những người làm được 9 việc kể trên đều là những người thực sự khôn ngoan, và chỉ những người sống khôn ngoan như thế mới có thể đẩy lùi được sự tàn phá của thời gian, ngăn chặn được sự già cỗi về thể xác lẫn tinh thần, để cuộc sống an yên, giàu sinh lực. Con người trở nên già đi không phải bắt đầu từ lúc xuất hiện nếp nhăn hay tóc bạc, mà là từ lúc chúng ta từ bỏ chính mình. Bởi thế, chỉ cần không từ bỏ bản thân, chúng ta sẽ luôn trẻ trung, bình yên và hạnh phúc.